Ôi, Tiến Nguyễn xin kính chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay Tiến sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là mẫu lo GPS 0806. Con này đã có mặt trên thị trường cũng một thời gian, và con này nói về góc độ là chắc âm hay, thứ hai là bền theo năm tháng. Con này là giá hiện tại bên em đang bán cho anh chị của mình là giá là 2,7 triệu. 2,7 triệu cô chú anh chị nhé. 2,7 triệu thì miễn ship ở các khu vực miền Tây như miền Trung, còn ở phía miền Bắc thì con này thì có thêm cái tiền phí ship 100.000 nữa cô chú anh chị nhé. Em xin đọc kích thước của nó nè. Kích thước của tính luôn giữa thùng là 380 x 370, nó dài rộng cao nhé, chiều cao là 605 mm. Model là GPS 0806, bass là 8 inch, 8 inch thì nó hơn 2 tắc xíu, coi như tính 2 tắc rưỡi. 0806, con này cân nặng của nó đâu đó khoảng tầm 13 kg cô chú anh chị ha, cân nặng theo tầm 13 kg. Con này là kích thước lo, kết cấu của lo là một bát và một lo chép và sử dụng bình, một bát một chép và sử dụng bình. Em xin review chức năng của nó này. Con này là ở phía trên là nhựa nè, mặt bên đây là gỗ nè, đây là gỗ, phía trước là mặt lưới nó bằng sắt, ở trên nắp ở trên là nhựa và phía dưới là nhựa cô chú anh chị ha. Đó, cái ốp này nè, ốp này là nhựa như cái thùng ở trong mới thùng gỗ. Đó, nên mọi người lưu ý nắp chụp ở trên là nhựa. Đây nó có đèn ha, công tắc đèn nè, sử dụng đèn, đèn mình mở đèn thì nó đẹp hơn và nó sẽ tốn pin nhiều hơn. Còn ví dụ như mình không dùng đèn thì mình tắt đi. Đó, khi bật nguồn lên thì mình có nút mode, đây nó có nút mode nè, nút mode là chuyển đổi chế độ. Khi bật nguồn lên bấm cái nút mode cái, nó sẽ chuyển qua bật lái nhá mọi sự. Đó, nó kêu là lái nhảy mọi sự. Coi là chuyển qua chế độ Bluetooth, đây là tạm ngưng, đây ghi âm, đây là lặp lại danh sách, còn đây là qua bài, lùi bài, qua bài, Rai TWS là chức năng là kết nối hai lo không dây với nhau. Ví dụ một mua lo này và thêm một cái lo nữa là kết nối hai lo không dây với nhau. Ở đây thì có volume của nhạc, bass của nhạc, chép của nhạc. Con này đặc biệt là nó chỉ có midvolt và echo nhưng mà chắc âm nó rất là hay. Có USB thẻ nhớ. Thì so với cái dòng này thì có những cái phân khúc cùng giá như là có mẫu Winmax Tứ Quý 3. Con này giá hiện tại bên em đang bán cho mọi người là giá đó là 2,9 triệu nhé. 2,9 triệu. Con này là giá 2,7 triệu. Con đó là 2,9 triệu. Con đó thì hỗ trợ chức năng là chỉnh được mic chép, mic bass, echo, delay luôn. Con này thì nó không có. Con này thì giá nó 2,7 triệu. Tùy theo sự lựa chọn của mọi người thôi. Mình thích cái nào thì mình đặt cái đó ha. Rồi, đây thì bây giờ không có linh tinh liên thiên nữa, mở nhạc cho mọi người nghe thử. Rồi sẵn đây tiện đây chia sẻ cho cô chú anh chị nào mà chưa biết cách kết nối nha, chưa biết cách kết nối vào Bluetooth, chỉnh từ cái đầu tiên luôn. Đó, thì mua lo về thì khi mà shipper giao cho mình á, thì mình mở nguồn lên, giống như em nói mở nguồn lên, sau đó mình sẽ bấm cái nút chuyển đổi, rồi phần vô cài đặt. Ở đây bấm vô phần cài đặt. Cài đặt thì nó hiện ra chữ Bluetooth này, thì điện thoại của mình tên của nó là GPS PT, bấm vô kết nối lái nhá gì lên chia đó, để chữ lái nhá gì lên chia. Thì lúc này mình trở về YouTube thì mở nhạc những cái bài nhạc mình yêu thích thôi, mình hát thôi. Để em chia sẻ cho cô chú anh chị nào mà chưa biết cách sử dụng thôi, còn mọi người biết rồi thì bỏ qua giúp em nhé. Cô chú anh chị nha. Con này thì công suất của nó không phải là quá lớn,
nhưng mà mình sử dụng trong gia đình ở một cái không gian vừa đủ thì chắc âm nó rất là hay. Chơi tranh không chỉ là thú vui thỏa mãn tính. Mình hát ngoài trời vẫn được vô tư, nếu mà ở không gian đó nó sẽ là một không gian thoáng, không có ồn ào thì mình hát ngoài trời vẫn thoải mái. Nghe thử nhạc bây giờ tới tiếng Big Go ha. Con này đã theo năm tháng đồng bản rất là chạy bên em. Vì nghe con này hiện tại là bên em đang kinh doanh với giá là 2,7 triệu, cũng thông báo cho cô chú anh chị của mình luôn. Nếu như cô chú ở các tỉnh như là miền Trung hoặc là miền Tây thì bên em sẽ để cho hỗ trợ mình là 2,7 triệu. Còn miền Bắc thì có phí nha. Phí dân chuyển là cái ship là 100 vô Bắc, phí hơi cao quá. Nên mọi người thông cảm giúp em ha.
Lưng, bồ, hay. Con này cái nhẹ, cái bát của nó rất là thống thống tiếng anh chị. Bát với chép của nó chính vậy là khi mình hát mình cảm giác thấy nó rất là hay. Lưng, bồ, cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Lưng, bồ, hay. Con này bát hơn hai tác mà tráng âm cũng rất là hay. Con này sử dụng hai bít gô cô chú chị ha. Con này là xét được tần số, điều chỉnh được tần số nha. Con là giá 27, cô chú chị mình đặt hàng thì vui lòng gọi qua số hotline 0987 929 436, hoặc là mình ghé qua địa chỉ là 448-75 Phan Huyết, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cô chú chị nào mà chưa có nhu cầu mua, nhớ xem video, thấy được video nhớ đăng ký kênh, follow, bấm kênh ủng hộ em nha. Và nhớ thương tình thì cho em một chia sẻ nữa. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người trong những video tiếp theo nha. Tìm lại ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt, đừng vương mệt tình yêu hoang vẫn chưa thôi. Đôi tay cứ mãi cố gắng cạnh đời bao khó khăn, mặc cho dương gian cạo xé để thành nhà. Nhiều lần nghe cùng cung thân thân bước cuộc dù nhục tận trái, người đâu phải trong tim hai dân vui được ngoài. Công danh chưa thành công, chậm bước thôi ta cố lên. Họ đã đem trai đu rồi thì phục đến. Mình đời nhiều sẽ thương, sao kể được là bao nhiêu chưa. Đừng ta cứ bước yên ngày nhập lên những người. Rồi mãi đây ta thành công, đừng vẽ quên ta trái hoa. Phật tâm chi coi ta bà để diệt phai.